Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh bài 30 phần 4. Từ vựng tiếng Anh bài 30 phần 4. Một, từ fit là sửa. Đây là sửa chữa đó. Fit là sửa chữa. APKS. Từ số 2 là sửa thứ 2 là new, là bánh xe. Nhiều là bánh xe. Từ số 3 là xi măng là khối. Từ số 4 là engine là động cơ. Engine là động cơ. Từ số 5 là tune, là rẽ hướng. Rẽ hướng. Số sáu là garage là nhà để xe. Garage là nhà để xe. Số 1 là fit, là sửa chữa. Fit sửa chữa. Số 2 là wheel, là bánh xe. Số 3 là smoke, là khói. Số 4 là engine, động cơ. Số 5 là thun, rẽ hướng. Số 6 là gara là nhà để xe. Fit là sửa chữa. Wheel là bánh xe. Smoke là khói. Engine là động cơ. Tune là rẽ hướng. Gara là nhà để xe. Số 1 là fit là sửa chữa. Số 2 là wheel. Wheel là bánh xe. Số 3 là smoke, khói. Số 4 là engine, động cơ. Số 5 là tune, là rẽ hướng. Số 6 là gara, là nhà để xe. Fit sửa chữa. Wheel xe. Smoke khói. Engine là động cơ. Tune là rẽ hướng. Gara là nhà để xe. Fit là sửa chữa. Wheel là bánh xe. Smoke là khói. Engine là động cơ. Tune là rẽ hướng. Gara là nhà để xe. Xin chào mọi người, kết thúc từ vựng bài số 30 phần 4. Xin chào mọi người.